chào tất cả quý ông bà và anh chị em con là Linh Mục An Bình Rất vui mừng được trở lại với quý vị trong chương trình Muối Men Giữa Đời Kính thưa quý vị, hôm nay đã là Chủ nhật thứ hai mùa vọng Và trong phòng thu âm ngày hôm nay có một sự hiện diện rất là đặc biệt Đó là cha quân Vậy thì à, lời đầu tiên xin gửi lời chào cha quân Và xin cha quân gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả Vâng, chào cha An Bình rất hãnh diện được cha mời tới ngày hôm nay và chào tất cả mọi người ông bà và anh chị em rất là vui được có cơ hội nói chuyện với cha ngày hôm nay. Dạ vâng rất là cảm ơn cha thì bây giờ mình đã là chủ nhật thứ hai mùa vọng rồi cha. Rồi à, trong mùa vọng này rồi trong mùa Christmas này cha có gì đặc biệt không cha? Cha có đi chơi ở đâu hay là đi tĩnh tâm hay là thăm bà con gì ở đâu không thưa cha? Thì à, chúng như cha biết cái mùa này mùa vọng này là chúng ta rất là bận phải không? À. Rất là linh mục là hết là đi nghe giải tội rồi. Đúng rồi. Nhưng mà cha nữa là cha có được mời đi uh, đi giảng tĩnh tâm. Oh. Cha có đi giảng tĩnh tâm một hai chỗ. Oh yeah. Và, uh, nghĩa là giúp uh, giúp tất cả mọi người để chuẩn bị đón oh. đón nhận Chúa khi Chúa đến. Yeah, right. đó, chuẩn bị tâm hồn phòng thức cha. Cháu có thể là biết là chú đó chỗ nào không rồi cái chủ đề là gì để có thể mời tất cả quý ông bà và anh chị em đến để nghe cha giảng. Uh, mấy cái này là uh, không không có mời không không có mời <laughs> được tại vì uh, mỗi mỗi nhóm ờ, ở lại uh, Small group đúng hay? rồi. Một uh. nhóm là là Crisillo, oh, thành ra cha không có cha không có quyền để mời <laughs> vậy hả? vậy là Colores. Yes, Yes, vâng, con cũng uh, đi tham dự uh, khóa này năm 2013 oh, okay. how, how about you cha cha là cha đi năm 2006 oh vậy hả? 2003. vậy là mới đây vẫn là còn thầy chí thắng vẫn còn làm việc rất là, oh. là, là 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 nhiều trong cha vâng thì uh, thưa cha cái uh, cái uh, cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay uh, con sẽ mời cha có thể là giới thiệu về cha một chút xíu, có nghĩa là cha lớn lên ở đâu, rồi làm sao là cha biết là cha có ơn đi tu thưa cha? Vâng, cha dạ, cảm ơn cha. Thì uh, cũng có nhiều người biết về ơn gọi của cha rồi, uh -huh. thì cha cũng nói, nói sơ sơ mà thôi. Uh -huh. Thì uh, hồi xưa thì, ở uh, 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 lớn lên thì uh -huh. cha không bao giờ nghĩ tới đi tu hết. Uh -huh. Gia đình cha rất là, có thể nói là thuộc về thế gian. Oh, yeah. <laughs> tại vì bố mẹ cha gia đình cha cũng là đạo đức cũng là cũng là đi lễ cũng là công giáo ừ. nhưng mà thật ra cũng không có đạo đức lắm ừ. thành ra gia, bố cha cũng muốn cha là thành công ừ. trên trong như là trong thế giới Muốn ừ. ừ. cha là làm luật sư hay bác sĩ wow. hay là gì thôi thành ra cuối cùng cha cha trở thành luật sư oh vâng, vâng. 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 vâng nhưng mà cứu... là ở, ở Orange County này phải không uh, cha ở ở Orange County này vâng Ồ, oh, yeah. vậy là cha làm luật sư chắc là nhiều tiền lắm phải không <laughs> 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 as little like you have a house a car and something else đúng thì thì cha cũng cha cũng có nhà có xe nhưng mà nhiều tiền thì cũng, cũng vừa Được thôi xài, cũng đủ, xài. đủ 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 xài thôi tại vì cha là phó biện lý oh. cha làm cho chính phủ uh -huh. chuyên môn buộc tội người khác wow. <laughs> thì uh, uh, Yeah. vậy thì uh, lúc đó là chắc là cha đã làm luật sư rồi thì chắc lúc đó cha cũng phải lớn tuổi lắm rồi làm sao mà cha lại đi tu vậy cha vâng thì uh... 36 khi đó cha 36 ừ. tuổi rồi ừ. thì trước khi đó thì cha cũng nói thật thì cũng xa chúa ừ. Được không mình cũng đi làm mình đi chơi mình cũng ừ. không có nghĩ về chúa ừ. à, nhưng mà cũng nhờ chúa cũng rất là kiên nhẫn với cha ừ. cũng nhờ một người bạn gái oh, wow wow cái này là very interesting yes người bạn gái công giáo, cô uh -huh. cô, cô ta rất là hiền, ra uh -huh. à. cô ta cũng muốn cha đi đi lễ lại với cô, oh. Thế nên cha cũng bắt đầu đi lễ chủ nhật lại với cô, uh -huh. rồi xong cũng cũng không, không có hợp, thành ra hai người cũng chia, uh -huh. chia 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 tay, chia tay, yeah. rồi cái cái cô bạn gái thứ hai cũng vậy, cũng là cũng uh -huh. là công giáo mà rất rất là ngoan đạo, rất là uh -huh. tốt đạo, cũng muốn cha đi lễ với cô uh, hàng ngày, uh -huh. à, nói cha đọc uh, chuỗi mân côi cũng chào mình Thánh Ra à. dần dần Chúa Chúa kêu cha Chúa kéo cha lại gần à. với Chúa. Thì uh, khi đó cha 36 tuổi rồi thì cha mới bắt đầu suy nghĩ mình cảm thấy trong người mình không có muốn làm cái làm phó biện lý nữa, ừ. muốn làm cái gì cho nó ừ. khác mà nghĩ hoài không không nghĩ ra được. À khi đó cha mới cầu nguyện xin Chúa uh, soi sáng cho con cho con biết là Chúa muốn con làm gì. À. Thì sau khi cầu nguyện vậy thì uh, khoảng ba bốn người khác hỏi ừ. cha có bao giờ suy nghĩ trở trở thành linh mục không ừ. thì thật ra cha chưa bao giờ suy nghĩ đến là cha lên uh, lên internet cho coi <cười> wow <cười> thì, uh -huh. thì thì càng coi càng đọc thì mình cảm thấy là Chúa kêu gọi mình uh -huh. uh, trở thành linh mục uh, thì mình cũng cầu ừ. nguyện để tìm hiểu thêm nhưng mà Chúa, Chúa xếp đặt hết, ừ. Chúa xếp đặt mọi chuyện thật ra mấy 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 tới nơi. Yeah. Vâng. Vậy quý vị là có nghe là có nghe qua cái câu chuyện của cha quân đó có nghĩa là bạn gái của cha quân dẫn cha quân lại với Chúa nhưng mà khi mà cha đi nhà thờ, cha cầu nguyện như vậy đó thì cái cái điều gì nó làm cho cha kiểu như là oh, that's, this is really my call như là có cha xem thánh lễ này hay là đời sống của các thánh thì cái nào nó nó hấp dẫn cha nhiều hơn thì uh, cha chỉ có cảm thấy là Chúa Chúa kêu gọi cha trở thành linh mục ừ. đó uh, cha chỉ có biết là cha cha chỉ có muốn làm theo ý Chúa thôi không à. đó thì uh, có một lần là sau khi rước lễ cha nhìn lên cái uh, cái thánh giá ừ. thì cha cảm thấy là Chúa kêu cha rất là kêu cha để bỏ tất cả mọi ừ. mọi 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 chuyện mọi ừ. tất cả mọi mọi thứ để theo cha ừ. thì uh, cha nói Chúa ơi con con không, con không có không con nghĩ con không có bỏ được một mình con ừ. tại vì con có bạn gái con có muốn lập gia đình con ừ. muốn có gia đình con cái rồi có cha con có công việc con ừ. có đủ nhiều nhiều lắm ừ. thế là nếu mà Chúa muốn giúp con bỏ hết thì Chúa phải giúp con đó oh, vâng. thì uh, thì tối hôm đó cha cha, cha, cha sáng sáng hôm sau Cha, cha, cha dạy, cha, cha nhớ cái bài không biết uh, cha có biết cái bài uh, Everything I Own không? Oh yeah, có cái bài yeah, đó. Nó, nó có, một lần, một câu, dạ. có một câu có một câu là I will give everything I own, give up my life, my heart, my home. Oh. I will give everything I own just to have you once again. Oh. Thì nên cha cảm thấy là Chúa nói với cha đó là cái này mm. là cơ hội rất là ngắn. Mm. Cha phải quyết uh, quyết, quyết định, định bây giờ, mm. ha. Một là theo Chúa, bỏ mm. hết để theo Chúa. Uh, hay là lập gia đình ừ. mà nếu mà cha lập gia đình nữa thì sau này cha sẽ hối hận ồ oh, vậy cha hay. sẽ hối hận yeah. Yeah. và không có theo chúa ừ. đó là cha cảm thấy chúa nói với cha qua cái bài hát này uh -huh. đó thành ra chúa xếp đặt um, tất cả khi mà cha vào chủng viện cũng vậy cha ừ. cũng cầu nguyện ừ. chúa ơi thật mà nếu mà chúa không muốn con trở thành linh mục thì chúa cứ cho con biết để à. cho con à. trở trở, trở trở về trở về thế gian để kiếm vợ <cười> <cười> nhưng mà Chúa cứ xếp đặt tất cả yeah. Chúa cứ cho biết tới mm. phút cuối cùng là mm. Chúa thật sự kêu cha mm. trở thành linh mục để tại vì cái yeah. đó tại vì yêu mến Chúa mm. và muốn làm hài lòng Chúa yeah. thì uh, theo mà con hiểu đó khi mà cha biết là mình có ơn gọi như vậy thì chắc bước đầu chúng phải có một người linh mục để hướng dẫn cha phóng cha hay là cha tự tìm hiểu nhà dầm luôn vâng không cha cha cũng đi cha à. cha, cha có một cái người linh uh, mục hướng dẫn ha ừ. cha gọi là cha Spiritual director gọi là cha yes. gì? Tra liên... linh... Cha linh hướng, cha linh <laughs> hướng, Cha Linh yeah. Hướng. đó, thành ra hướng dẫn cha. Thì năm đầu tiên thì cha vào một cái dòng, ah, cái ah, dòng gọi là Oblates of the Virgin Mary. Oh, OK, dạ yeah. cha có qua Boston ở đó một năm. Cái yeah. năm nó rất là khó cho cha, yeah. vì à, trước khi đó thì cha sống đời sống riêng của cha, có um. xe, có nhà, mình muốn làm gì đó làm. Thế um. này là, đùng một cái mình vào cái nhà dòng này nhỏ thôi, mình ăn uống phải chung với nhau làm việc chung với nhau cầu nguyện học rồi dọn dẹp rồi làm đủ thứ chung hết thành ra năm đầu tiên rất là khó cho cha nhưng mà sau cuối năm đó thì cha cũng nói chuyện với cha linh hướng thì cha linh hướng nói là bây giờ trước khi trở về thế gian đi thì đi uh, đi triều ha. đi cho cái địa địa phận orange thử trước uh, thử coi sao thì cha thử thì cha cha thấy rất là hợp Oh, cha được but... lên uh, lên Menlo Park, oh, yes. St. Patrick's uh -huh. trên Menlo Park uh -huh. thì cha thấy rất là hợp, rất, rất uh -huh. là uh, dễ chịu. Thỉnh uh, cha cha thực khi... thích luôn, thích luôn là đi tu luôn. Uh, 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 OK. Ô oh, mà chơi khi mà cha nói về cái uh, ơn gọi của cha đó thì uh, khi mà cha trở lại cái uh, cái địa phận này rồi uh, cha lên uh, lên chủng viện là Saint Patrick ở trên đó. Đến nó một năm uh -huh. rồi sau đó cha được đi Rome. Cho oh, đi, vâng. đi Rome, cho học ở Rồng 45. Oh vâng. vâng. Rồi về đây chịu chức. Về đây chịu chức. Vậy vâng. là trong cái lớp của cha có nhiều người anh em không? Có có 6 người tất cả, uh -huh. 6 người uh, được uh -huh. chịu chịu chức một một lần uh -huh. năm uh, 2011. Vâng. vâng oh, vâng. Vâng. Rồi uh, bây giờ là con biết là cha bây giờ đã cha đã phục vụ ba giáo xứ rồi phải không rồi cha? Vâng. vâng cái giáo xứ đầu tiên của cha là là uh, Our Lady of Mount Carmel ở ừ. dưới uh, Newport Beach. Rồi second assignment là The, Christ, Cathedral. Christ Cathedral. Và bây giờ là cha hiện yeah, tại uh, ở St. Bonaventure. Oh, vậy hả? đây là, là cái nhà thờ... thờ Yeah, cái nhà thờ đầu tiên của con. Yeah. Vậy thì khi mà cha đi ba cái nhà thờ như vậy thì cha thấy là giáo dân có khác nhau không cha? cũng cũng khác tại vì cái cái nhà thờ đầu tiên là Mỹ không thôi cũng nhỏ mà nó ngay ngay ở biển rất là đẹp Newport Beach Mỹ không thôi không có lễ Việt Nam không có mẽ chỉ có mỹ trắng không thôi cha ở đó 3 năm rồi xong về nhà thờ Christ Cathedral thì cha giống như cha biết là rất rất là đông rất là lớn mà rất cũng nhiều Việt Nam nhiều Việt Nam rồi nhiều Mỹ, à, thật ra cha về đó cho mới bắt đầu học tiếng Việt Nam. Oh, và, Tại vì và... từ nhỏ lớn lên cha không có uh, không có đi lễ tiếng Việt, <laughs> cha đi lễ tiếng Mỹ không, bạn bè Mỹ không, Thế ra ừ. cha quen nói tiếng Mỹ rồi, ừ. Thế ra cha về đó cha mới bắt đầu học lại tiếng tiếng Việt, mới mới bắt đầu mới giảng rồi làm lễ tiếng Việt Nam lần đầu tiên. Với à. quý vị thấy không là cha tiếng nói bây giờ là nói tiếng Việt rất là giỏi rồi, nhưng mà cha chia sẻ là cha có thể chia sẻ là cha có gặp khó khăn không? Nhiều khi có nó bị nói sai gì không mà người giáo dân cười cha. Không? Vâng, <cười> vâng, nói, nói sai hoài, nói sai hoài. Nhưng mà vì vậy cha mới học được, không? Ừ. Thì cha cứ cứ nói, cha cha biết là cái cha nhiều từ cha không có biết là cha ừ. cứ nói, giáo dân là cha mà nói sai thì cứ sửa cho cha, ừ. như vậy ừ. cha mới học được sẽ um, có một kỷ niệm nào nhớ mà giáo dân mà kêu cha sửa không? You, you remember anything? Nhiều lần lắm, nhiều lần lắm. Bây giờ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cha cũng nói giáo dân ở Saint Bonaventure, ừ. nhiều khi mình không có nghĩ đúng cái chữ hay mình dùng cái chữ nào sai, sai đó, à thì giáo dân cứ, cứ, cứ sửa cho cha uh -huh. như vậy, cha mới mới, mới, mới tiến uh -huh. được. Ồ uh. uh -huh. oh, nói về ơn gọi đó cha, thì cha có nghĩ là cái ơn gọi của cha nó có từ bé hay là từ lớn nó mới có cha? Nếu mà mình nói về cái ơn gọi Ờ đó, thì cha nghĩ như thế nào? Có nghĩa là nhiều người nói Ồ, tôi biết cái ơn gọi của tôi là tôi cái 5 tuổi, 10 tuổi ừ. Còn cha thì, cha nghĩ làm sao? Thì giống như là cha biết đó Thì Chúa đã nói trong Thánh Kinh Phải ừ. không? Là trước khi Chúa tạo chúng ta ra trong lòng mẹ À, Chúa đã biết chúng ta rồi. À, đã có à. ơn gọi cho chúng ta rồi. Ừ. thì là đối với Chúa thì Chúa đã đã biết trước rồi. Ừ. nhưng mà cha sau này cha mới mở lòng, cha ừ. mới cha mới biết, cha ừ. cha mới biết được ơn gọi. Ừ. nhưng như cha nói 36 tuổi mới biết được đầu ừ. tiên mới biết được cứ nghĩ đấy là ơn gọi. Ừ. Thế nên là Chúa cũng rất là kiên nhẫn với cha ha. À. chờ cha đến là đi làm luật sư đi đi xa Chúa nhưng ừ. mà chú dần dần chú kéo dẫn về chết lại dẫn, dẫn về. lại với Chúa. Uh -huh. à vâng và kính thưa quý vị chúng ta đang có câu chuyện để nói chúng ta đang có tiếp nói chuyện với cha quân và chúng ta tạm dừng chương trình trong đôi phút để đài có thể gửi đến quý vị một số cơ sở thương mại sau đó chúng con sẽ trở lại với cuộc nói chuyện của cha quân